Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Môn sinh học lớp 12, cô là Nguyễn Thị Bích Nguyệt, cô đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ở các bài trước, các em đã được nghiên cứu về quần thể, mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và các đặc trưng cơ bản của quần thể. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu sang một cấp độ tổ chức cao hơn, đó là quần xã. Trước khi đi vào bài mới, cô mời các em quan sát hình ảnh và làm trả lời câu hỏi sau. Các em hãy quan sát các hình ảnh sau đây và cho biết ví dụ nào là quần thể, vì sao? Ví dụ thứ nhất, các cây thông trong rừng thông. Ví dụ thứ hai, đàn voi trong rừng châu Phi. Ví dụ thứ ba, bầy chim cánh cụt ở Bắc Cực. Và ví dụ số 4, hồ cá tự nhiên. Như vậy, dựa vào định nghĩa quần thể, chúng ta xác định được các ví dụ 1, 2 và 3 là quần thể. Còn ví dụ 4, hồ cá tự nhiên không phải là quần thể vì hồ cá tự nhiên bao gồm nhiều loài sinh vật khác nhau. Vậy, tập hợp các loài sinh vật khác nhau trong hồ cá được gọi là gì? Chúng ta sang chương 2. Quần xã sinh vật. Ở chương này gồm 2 bài, bài 40, quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Và bài 41, diễn thế sinh thái. Tuy nhiên, theo chương trình tinh giảm của bộ thì bài 41 các em sẽ tự học ở nhà. Nội dung bài 40, chúng ta nghiên cứu 3 phần lớn sau. 1. Khái niệm quần xã. 2. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Ở phần này, chúng ta nghiên cứu đặc trưng về thành phần loài và đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Phần 3 lớn, các em nghiên cứu quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Ở đây chúng ta đề cập đến các mối quan hệ sinh thái và nhấn mạnh hiện tượng khống chế sinh học. Chúng ta vào nội dung thứ nhất, khái niệm quần xã sinh vật. Trước khi đi đến khái niệm, cô mời các em nghiên cứu ví dụ sau ở ao nuôi cá. Các em hãy quan sát mô hình ở ao nuôi cá và kể tên những quần thể sinh vật sống trong ao. Như vậy, dựa vào mô hình cô đã vừa đưa, các em có thể kể được trong ao gồm có quần thể bèo, quần thể rong, quần thể cá chấm cỏ, quần thể cá chép, quần thể tôm, quần thể cua và có thể gồm nhiều các quần thể khác. Như vậy, tập hợp các quần thể khác loài có trong ao nuôi cá, ta gọi là quần xã sinh vật. Giữa các quần thể này có mối quan hệ tác động qua lại với nhau và tác động qua lại với các nhân tố sinh thái của môi trường. Cô có thể tổng quát qua sơ đồ sau. Trong quần xã có các quần thể A, quần thể B và quần thể C. Các quần thể này tác động qua lại với nhau và tác động qua lại với các nhân tố sinh thái môi trường tạo thành một thể thống nhất và tương đối ổn định. Như vậy, qua các phân tích trên, chúng ta rút ra khái niệm quần xã sinh vật học. Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, do đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Sau khi đã hiểu về khái niệm quần xã sinh vật, cô mời các em làm bài tập sau. Cho các tập hợp sau, những tập hợp nào là quần xã sinh vật? Tập hợp số 1, những con dế mèn sống trong một bãi đất. Tập hợp số 2, các loài sinh vật sống trong ao. Tập hợp số 3, các loài sinh vật sống trên sa mạc. Tập hợp số 4, các loài sinh vật
sống ở Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm, tập hợp số 5, các loài sinh vật ở rừng quốc gia Cúc Phương, và tập hợp số 6, những cây hoa hồng nhung được trồng trong công viên Thống Nhất. Như vậy, chúng ta thấy những con dế mèn sống trong một bãi đất thì đây chỉ là tập hợp các cá thể cùng loài nên không được gọi là quần xã sinh vật. Ở tập hợp số 2, các loài sinh vật sống trong ao chúng ta vừa xét là quần xã. Còn tập hợp số 3, các loài sinh vật sống trên sa mạc tương tự cũng là quần xã. Tập hợp số 4, các loài sinh vật sống ở Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Ở đây tuy bao gồm các loài sinh vật khác nhau nhưng lại ở hai môi trường sống khác nhau nên không được gọi là quần xã sinh vật. Tập hợp số 5, các loài sinh vật ở rừng quốc gia Cúc Phương, đây là quần xã sinh vật. Và tập hợp số 6, những cây hoa hồng nhung được trồng trong công viên Thống Nhất, đây chỉ bao gồm các cá thể sinh vật cùng loài nên không được coi là quần xã sinh vật. Như vậy, chỉ có các tập hợp 2, 3 và 5 được gọi là quần xã sinh vật. Chúng ta chọn đáp án B. Sau khi hình thành quần xã rồi, thì trong quần xã có những đặc trưng cơ bản nào? Cô mời các em vào phần 2 lớn. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Trong quần xã có hai đặc trưng cơ bản. Một, đặc trưng về thành phần loài trong quần xã. Hai, đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Sau đây chúng ta đi vào đặc trưng thứ nhất. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã. Mời các em quan sát cho cô hai ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất là rừng thông. Ví dụ thứ hai, rừng mưa nhiệt đới. Các em hãy quan sát và nhận xét số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài trong hai quần xã trên. Chúng ta thấy, xét về số lượng loài thì rừng mưa nhiệt đới có số lượng loài nhiều hơn hẳn so với rừng thông. Ở rừng thông, các cây thông có số lượng cá thể nhiều hơn các cá thể của quần thể khác. Như vậy, thành phần loài thể hiện ở số lượng loài nhiều hay ít và số lượng cá thể của mỗi loài nhiều hay ít. Một quần xã nào đó có số lượng loài nhiều, số lượng cá thể mỗi loài nhiều thì quần xã đó đa dạng và có tính ổn định cao. Ngược lại, một quần xã nào đó có số lượng loài ít, số lượng cá thể của mỗi loài ít thì quần xã đó có độ đa dạng thấp và kém ổn định. Cô mời các em tiếp tục quan sát quần xã rừng Tagan ở châu Âu và một quần xã rất gần gũi với các em, đó là quần xã đồng lúa. Ở rừng Tagan, các loài cây lá kim chiếm số lượng rất lớn so với các cá thể của quần thể khác. Như vậy, các loài cây lá kim được gọi là loài ưu thế. Còn ở quần xã cánh đồng lúa thì chúng ta thấy cây lúa và các sâu ăn lá, các loài sâu ăn lá chiếm số lượng lớn và có hoạt động rất mạnh trong quần xã. Như vậy, cây lúa và các loài sâu ăn lá được gọi là loài ưu thế. Vậy, loài ưu thế là gì? Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động của chúng mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang loài đặc trưng. Các em quan sát, đây là con cá cóc tam đảo. Con cá này, loài cá cóc tam đảo chỉ có thấy xuất hiện ở quần xã rừng quốc gia Tam Đảo mà không thấy xuất hiện ở các quần xã sinh vật khác. Như vậy, cá cóc tam đảo được gọi là loài đặc trưng. Còn khi nói đến đồi cọ Phú Thọ thì chúng ta nghĩ ngay đến cây cọ. Vì ở đây cây cọ có số lượng cá thể rất lớn và chúng có tác động mạnh đến quần xã sinh vật. Như vậy, cây cọ và được gọi là loài đặc trưng. Vậy loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã. Chúng ta sang đặc trưng thứ hai, đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã.
Ở đây chúng ta nghiên cứu sự phân tầng ở rừng mưa nhiệt đới và sự phân tầng ở đại dương. Các em quan sát, ở rừng mưa nhiệt đới, các cây có sự phân tầng như sau. Đầu tiên là tầng cây nhỏ ở dưới cùng. Tiếp theo là tầng cây gỗ dưới tán. Tiếp theo là tầng tán rừng. Và trên cùng là tầng cây vượt tán. Như vậy, ở rừng mưa nhiệt đới, các cây phân bố theo chiều thẳng đứng. Kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng này rất phổ biến ở các quần xã trên cạn. Thế còn ở các cái quần xã dưới nước thì có sự phân bố theo kiểu này không? Chúng ta nghiên cứu sang sự phân tầng ở đại dương. Ở đại dương cũng có sự phân bố theo chiều thẳng đứng, bao gồm các loài sinh vật sống ở tầng nước mặt, rồi đến tầng giữa và tầng đáy. Ngoài sự phân bố theo chiều thẳng đứng thì ở đại dương còn có sự phân bố theo chiều ngang. Các sinh vật sống ở vùng gần bờ, vùng ven bờ, rồi đến vùng ngoài khơi. Như vậy, đặc trưng về sự phân bố cá thể trong quần xã gồm có phân bố theo chiều thẳng đứng. Ví dụ như ở rừng mưa nhiệt đới chúng ta vừa xét. Hoặc sự phân bố theo chiều ngang. Ví dụ như ở đại dương hoặc quần xã đồi núi, bao gồm các loài sống ở vùng chân núi, sườn núi và đỉnh núi. Nghiên cứu về sự phân bố cá thể trong không gian có ý nghĩa gì? Ý nghĩa thứ nhất, giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài. Ý nghĩa thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống trong môi trường. Ý nghĩa thứ ba là ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và khai thác tài nguyên sinh vật. Ví dụ, trồng cây, vườn cây nhiều tầng. Trong các vườn cây, người ta thiết kế các tầng cây khác nhau, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, lại vừa vẫn đảm bảo sự sinh trưởng phát triển ổn định của các cây. Trong khai thác lâm sản rừng và đánh bắt thì ở mỗi một tầng khác nhau sẽ có những phương pháp đánh bắt khác nhau. Và gần nhất với các em đó là trong các ao nuôi cá. Dựa vào sự phân tầng này giúp chúng ta xen ghép nuôi nhiều loại cá ở các tầng. Tầng trên chúng ta thả cá mè, cá chấm. Tầng giữa cá là nơi sống của cá chép, cá trôi, cá rô. Và tầng đáy là nơi sống của cá chuối, lươn. Thế thì các loài trong quần xã có mối quan hệ như thế nào? Chúng ta sang phần 3 lớn. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Một nhỏ, các mối quan hệ sinh thái. Trong quần xã có hai mối quan hệ là quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng. Cụ thể các mối quan hệ là như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu. Thứ nhất, quan hệ hỗ trợ. Các em lưu ý giúp cô, dấu cộng biểu thị loài có lợi, còn số 0 biểu thị loài không lợi cũng không hại. Như vậy chúng ta thấy ở mối quan hệ cộng sinh, cả hai loài cùng có lợi. Quan hệ hợp tác, cả hai loài cùng có lợi. Quan hệ hội sinh, một loài có lợi, còn loài kia không lợi cũng không hại. Vậy sự khác biệt cơ bản giữa ba mối quan hệ này là gì? Chúng ta đi vào nghiên cứu quan hệ cộng sinh. Đây là mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các loài. Cô lấy ví dụ, trùng roi sống cộng sinh với mối. Chúng ta biết, mối, thức ăn của nó là gỗ và các thành phần có chứa cellulose. Tuy nhiên, nó không thể tiêu hóa được cellulose mà nó phải nhờ có trùng roi sống ở trong ruột mối. Nhờ có trùng roi biến đổi cellulose thành đường, cung cấp chất dinh dưỡng cho cả mối và trùng roi. Như vậy, đây là mối quan hệ rất chặt chẽ. Thế còn quan hệ hợp tác thì có điểm gì khác với quan hệ cộng sinh? Các em quan sát ví dụ sau, chim mỏ đỏ và linh dương. Chim mỏ đỏ nó sẽ ăn các loài động vật ký sinh trên cơ thể linh dương. Như vậy, cả chim mỏ đỏ và linh dương đều có lợi. Nhưng theo các em thì nếu hai loài này tách nhau ra thì chúng có bị chết không? À không, nó không bị chết. Như vậy, mối quan hệ hợp tác này là mối quan hệ không chặt chẽ, không nhất thiết phải có ở mỗi loài. Ví dụ chúng ta vừa xét.
chúng ta sang mối quan hệ thứ ba, quan hệ hội sinh. Đây là mối quan hệ hợp tác giữa hai loài, trong đó một loài có lợi, còn loài kia không lợi cũng không hại. Cô lấy ví dụ, cây phong lan sống bám trên cây gỗ. Theo các em thì ở đây cây nào có lợi? À, cây phong lan, còn cây gỗ thì không lợi cũng không hại. Bởi vì cây phong lan không hút chất dinh dưỡng của cây gỗ. Như vậy chúng ta rút ra quan hệ hỗ trợ là quan hệ đem lại lợi ích của các loài hoặc ít nhất không có hại cho loài tham gia, gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác và hội sinh. Ngược lại với mối quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ đối kháng. Các em lưu ý giúp cô, dấu trừ biểu thị loài bị hại. Ở đây quan hệ đối kháng bao gồm quan hệ cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác. Quan hệ cạnh tranh, các loài tranh giành nguồn sống như thức ăn, chỗ ở, các loài đều có lợi. Và trong đó thường có một loài thắng thế, còn loài kia bị hại hoặc cả hai loài cùng bị hại. Cô lấy ví dụ, chó sói và kền kền tranh giành thức ăn. Quan hệ thứ hai trong đối kháng là quan hệ ký sinh. Đây là mối quan hệ mà một loài sống nhờ trên cơ thể loài khác, loài ký sinh có lợi, còn vật chủ là loài bị hại. Ví dụ, cây tơ hồng sống ký sinh trên cây gỗ. Các em thấy, cây tơ hồng khi sống ký sinh trên cây gỗ thì nó hút chất dinh dưỡng của cây gỗ. Như vậy, cây tơ hồng là loài có lợi, còn cây gỗ là loài bị hại. Quan hệ thứ ba, ức chế cảm nhiễm. Đó là hiện tượng một loài trong quá trình sống đã vô tình gây hại cho các loài khác. Ví dụ, tảo giáp lở hoa gây độc cho cá và tôm. Thì như các em đã biết, tảo là sinh vật đơn bào, nó không lở hoa. Tuy nhiên, trong quá trình sinh trưởng và sinh sản rất mạnh, nó đã tạo ra hiện tượng thủy triều đỏ, gây chất độc, ảnh hưởng đến các sinh vật sống xung quanh nó, ví dụ như tôm và cá. Quan hệ cuối cùng trong quan hệ đối kháng là sinh vật này ăn sinh vật khác, tức là một loài sử dụng loài khác làm thức ăn. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt, thực vật ăn sâu bọ. Ví dụ, sư tử săn ngựa làm thức ăn. Các em vừa nghiên cứu về các mối quan hệ trong quan hệ đối kháng. Như vậy, quan hệ đối kháng là mối quan hệ giữa các loài mà ít nhất một loài có hại, gồm cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác. Cô mời các em tiếp tục nghiên cứu một số mối quan hệ như sau. Mối quan hệ giữa mèo và chuột. Chúng ta thấy nhờ có số lượng mèo mà số lượng chuột không tăng quá mức, hoặc nhờ có chim ăn sâu mà số lượng sâu bọ không vượt quá ngưỡng cho phép ảnh hưởng đến mùa màng. Cô đang muốn đề cập đến hiện tượng khống chế sinh học. Vậy hiện tượng khống chế sinh học là gì? Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức độ nhất định, không tăng quá cao hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ sinh thái trong quần xã. Hiện tượng này đảm bảo tính ổn định cho quần xã. Và trong thực tế, ứng dụng bà con nông dân sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ sâu hại cây trồng. Cô lấy ví dụ, bà con nông dân dùng kiến vàng để tiêu diệt sâu bọ, hoặc sử dụng ong mắt đỏ ký sinh trên bọ cánh cứng để tiêu diệt sâu bọ hại cây dừa. Sử dụng thiên địch trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng sẽ vừa tiêu diệt được sâu bệnh mà lại không gây ô nhiễm môi trường. Như vậy, các em vừa nghiên cứu xong về quần xã sinh vật. Ở bài này, các em cần chú ý cho cô những nội dung sau. Nhất, khái niệm.
Quần xã phải gồm nhiều loài. Thứ hai, cùng không gian. Thứ ba, ở cùng một thời gian và có mối quan hệ với nhau. Nội dung thứ hai về đặc trưng của quần xã bao gồm đặc trưng về thành phần loài, đặc trưng về sự phân bố cá thể. Và nội dung thứ ba là mối quan hệ giữa các loài trong quần xã bao gồm hai mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng. Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hợp tác và hội sinh. Quan hệ đối kháng bao gồm các mối quan hệ cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác. Tuy nhiên, các mối quan hệ này đã tạo nên hiện tượng khống chế sinh học trong tự nhiên, đảm bảo cho quần xã phát triển ổn định lâu dài. Sau khi nghiên cứu về quần xã và một số đặc trưng cơ bản của quần xã, cô mời các em cùng làm một số bài tập sau. Bài tập số 1. Quan sát các hình sau, hãy xác định mối quan hệ giữa các loài. Ở đây là hình ảnh giữa con kiến và cây kiến. Thì chúng ta thấy cây kiến là nơi làm tổ và cung cấp thức ăn cho con kiến. Ngược lại, con kiến khi đi lấy đất và các chất khác về làm tổ thì nó cũng cung cấp một phần chất dinh dưỡng cho cây. Đồng thời, con kiến sẽ bảo vệ lá cây, tránh được sự ảnh hưởng của một số loài sâu bệnh. Như vậy, mối quan hệ giữa con kiến và cây kiến khá chặt chẽ. Và đây chính là mối quan hệ cộng sinh. Hình ảnh thứ hai, cá ép sống bám trên con cá lớn. Như vậy, chúng ta thấy con cá ép khi sống bám trên con cá lớn sẽ được con cá lớn vận chuyển miễn phí để kiếm thức ăn. Đồng thời, nó sẽ hưởng lợi một số mẩu vụn thức ăn do con cá lớn đem lại. Ngược lại, con cá lớn là loài không lợi cũng không hại vì con cá ép có kích thước rất nhỏ, nó không ảnh hưởng đến sự di chuyển cũng như vận tốc của con cá lớn. Như vậy, đây là mối quan hệ hội sinh. Đây là mối quan hệ giữa bọ chó và con chó. Các em xác định được ngay đây là mối quan hệ ký sinh. Tiếp theo, các em quan sát hình. Các em cho cô biết mối quan hệ giữa cây lắp ấm và sâu bọ. Thì chúng ta thấy là cây lắp ấm sống trong môi trường chất dinh dưỡng thiếu, cho nên nó đã bắt các con côn trùng để bổ sung lượng đạm cho mình. Như vậy, đây là mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác. Chúng ta sang bài thứ hai. Các em hãy quan sát quần xã rừng cao su sau đây và cho biết nêu thành phần loài trong quần xã rừng cao su. 2. Xác định loài ưu thế, loài đặc trưng. 3. Quần xã trên phân bố theo kiểu nào? Như vậy, quan sát hình ảnh chúng ta biết trong rừng cao su thì thành phần loài trong quần xã là cây cao su, cây cỏ, cây bụi, giun, rễ và sâu bọ, có thể gồm nhiều loài khác nữa. Loài ưu thế ở đây chính là cây cao su và loài đặc trưng cũng là cây cao su. Quần xã trên phân bố theo chiều thẳng đứng. Cô mời các em tiếp tục nghiên cứu một bài tập mở rộng. Các em hãy xem đoạn video sau và tìm hiểu nguyên nhân hậu quả gây ra đại dịch châu chấu ở xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Từ đó, đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả trên. Không mưa nhưng bầu trời lại đen kịt lạ thường. Người dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp còn nhầm tưởng là một tai họa nào đó đang ập xuống vùng quê nghèo. Hết đàn này lại đến đàn nọ, bay loạn xạ, sầm sập với những tiếng động khiến ai cũng phải giật mình. Trên cao, dưới thấp, trên rừng, dưới đồng, đầu đầu cũng toàn châu chấu,
bay ào ào như một trận bão càn quét xã Mường Lèo. Đá 4 giờ ấy, lúc đi thì nó bay qua đường thì có lúc thì không đi được ấy con này ấy. Chưa bao giờ nhìn thấy cho cháu nhiều như thế, năm nay mới nhìn thấy nhiều như thế ạ. Và có tác hại rất nhiều đến với bà con dân bản ạ. Sau khi đi qua, những cánh rừng tre ở bản Hủy Loàng không khác gì những cành củi khô. Dù đang mùa xanh lá, nhưng đã bị châu chấu lưng vàng ăn sạch. Cả cánh rừng Bạt Ngàn dọc tuyến biên giới xã Mường Lèo đều bị tàn phá rất nặng nề. Nó đàn châu chấu này di chuyển đến chỗ nào ấy thì nó ăn trụi hết lá tre. Đấy, tầm một đàn ấy nó hại tầm mỗi một ngày ấy là phải khoảng 2 đến 3 ha rừng trên một ngày. Dưới cái nắng chói chang của vùng đất giáp Lào cũng là nơi khởi nguồn của châu chấu, cảnh vật đều trở nên sơ sát, tiêu điều. Sau khi xem xong video, các em hãy hoàn thành câu hỏi của cô đưa ra. Cô gợi ý để trả lời các câu hỏi cô vừa đưa ra, các em hãy nghiên cứu về sự tác động qua lại giữa các nhân tố sinh thái đối với loài châu chấu và mối quan hệ của loài châu chấu với các loài khác có trong quần xã. Nhiệm vụ thứ nhất, các em hãy trả lời câu hỏi cuối bài 40 trong sách giáo khoa sinh học 12. Thứ hai, tự học bài 41. Vì bài 41 nằm trong chương trình giảm tải của bộ, nên các em hãy đọc sách giáo khoa và trả lời vào vở những câu hỏi sau. 1. Khái niệm diễn thế sinh thái. 2. Mô tả các giai đoạn của một loại diễn thế sinh thái. 3. Lập bảng phân biệt diễn thế nguyên sinh và thứ sinh. 4. Nêu nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái. Và 5. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu các loại diễn thế sinh thái. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Xin chào và tạm biệt các em.